Lịch sử Mường Hôi thì nó có cái đây từ xa xưa rồi, nhưng mà nói để mà truyền thiết lại lấy cái lễ hội đu này thì có một cái sự tích là đằng sâu nhà mình là có cái đồi đội và đồi khót, đồi nêu. Thì trong cái đó là trước là bên lang bên đầu ấy thì là Phật, là sự tích là kể lại xưa ấy, thì nó có một cái đầm lầy rất xa mà làm cái lễ hội một khi có đu này. Đây là lễ hội Mường Hôi nha các bạn nha. Mình đang tiến vào trong khu vực của lễ hội. Tôi hình khối không? Trường Sơn
có những cái gì nào? Đặc sản của Mường Vôi nào? Đây là cây si Mường Vôi nhá các bạn nha, cây si này rất là to. Hôm nay lễ hội Mường Vôi diễn ra vào ngày mùng 5 Tết âm lịch. Đây là cái cây si có hàng trăm năm tuổi rồi. Đấy, cây si này rất là đẹp. Bên cạnh cây si này có một cái miếu thờ người dân Mường Vôi thờ thành hoàng làng ở đây. Lễ hội Mường Vôi thì tất nhiên là phải có đu rồi. À, bên dưới sân kia là cái ban tổ chức chúng tôi xin thông báo cái lịch của chiều hôm nay, chiều ngày 14 tháng 2 năm 2024. Đây là các bà, các mẹ đang hút thuốc lào và bị đánh cổng chiêng. Thì hút thuốc lào là một cái phong tục tập quán của người Mường. Vâng, chào các bà. Vâng. À đây các bà bảo là đang là chót nghiện rồi cho nên là không bỏ được. Nhưng mà đây là một cái phong tục của người Mường, cái sinh hoạt truyền thống của người Mường. Vâng. Sinh hoạt truyền thống của người Mường. Cứ đi đâu các bà gặp nhau là sẽ hút những điếu thuốc lào tâm sự mân mê. Tâm sự với nhau, phong tục tập quán lâu đời rồi. Từ 19:30 giao lưu văn nghệ trình diễn của các phố đã đăng ký 22 giờ trình diễn trang phục. Đây các bà cứ hút đi ạ. Hút ở các phố đăng ký. Hút thuốc lào là phong tục tập quán có từ lâu đời của người Mường. Hút thuốc lào thì nó có ở trong cái điếu này có cái nước nó lọc qua một lớp nước. Điều khoản lao cầu mày em ngày lại đưa má như lộ ra hay thôn ơi nình hôm nay trời đi dụng đảm bù đất mỹ muông để đất để rác bữa buổi đời năm xưa ngày mới bà nội có cùng lập đất vật ra hôm nay ngày đi đất miền nguyên lành trở lại buổi đời năm xưa ngày mới được à cô giờ là chơi đủ vốn hàng cho các cụ ra ca bố mà đêm tối ngày rằng khẳng tối ngày lên môn thăm khẳng chiến vừa thiền lê vừa thành các cụ vô bạch giống bay chân thầy cảm lộn lá lê thuộng con cho con con cháu cho nào con cha đúng mẹ nghe nè cờ la lò nhiều buồn à trồn buồn à nhiều bài ra các buổi hôm nay đang đôi chị quý em buồn cho khát linh tụ tập với làng nguyệt nơi nè à đều trái lo tao à để dành mối quan là của rác dài mì ơi à kết bế kế bạn chặt làm năm nghìn đôi đó à cùng trà cá lộ bú bún ngò giá rồi qua để vừa chậm dầu người nào chậm chặt cho đáng qua nam đứa nó đi học chữ đáng qua nữ đứa đi học à lo còn đứa nhà đi học nước ngoài à các mẹ ơi còn cái đại học ở nước lòng các mẹ à đón gió à lá rình bát cơm trắng dặn cơm loan cùng lũ đắp đà cá lô đắp đời mà là cờ cấm đủ lá bù rụng rụng ngọ nhà ruôi qua để vừa chậm chầu rồi nấu chậm chát cố có nói giọng bọn có nói yên biến nhân hoa tháng thải ra các mì gió đình hôm nay vui thi vui thanh vui danh vui già có các thôn nhà bảo đi về làng việt từ nơi nề theo khi dùng da kênh cơ đã bằng dầm thôi làm đạo lên đồn các bộ nhà bị ngủ đủ đi cho hết các thôn cả con bước chân tha khả dạ chân ta đang thì đã còn mùa đào rào còn đào đào chắc linh kinh dưới tường linh nhân ngã dưới nhìn đã các thôn nơi là dâu
tiền đình làm nằm nhìn đời khâu nê đang còn cả cháu đang đổ cả chát bụi bái dai rõ nghìn năm trăm đôi đã các thôn nơi đình. Tiếng mưa ngay hồ mà nay bụi lắm mà bụi nông bụi tử ngày tết ra cô nga quê là nì ra cả bạn ơi quê là nì ngày hồi mà đâu năm hồi đủ dùng bắt con kéo rầy ra cả mì ơi bụi ruộng ngang mặt làng đêm bụi chó đần rạc mường mình nga binh nhà yên ra cả mì hay ra đêm du vô là con này du mình đi mang bầu mình đi mang vô mình mang tay ở dầu mang đi mình đi là ba quách thị sử mang vô năm nay đi bảy mươi lăm chuối khá lầm đôi hát than thêm bay nữa là có cái thiểm đu vô bộ mình mắt ô nó no đó ra vậy. La về à? La lên la lên mày. La mới có chuyện bu vô rồi cô. Mà nay bui lắm mà bui nông đầu xuân năm mới quê la chôn đi ra cả mẹ ơi. Quê là đi ngày hồi mà đu vô la buổi đời. Ngày mới chắc khá tôn lệ nhà ra cả mẹ ơi tôn lệ nhà yên đất mà lệ nhà mương hồi xuân khai hoa các mương đều chữ ra cả mẹ hay đình quê là đi điều khoản đâu xuân bảo cho nó làm vân muôn năm đà mì ơi điều khoan là của đại vương hụt bảo cho nó chim thường làm mà đời lên 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 hút ra ra hút này nhờ đâu đối về khoan lao ba bò mô nén nà cá cha nén dù ba na mùa mì gió điều khoan lia thơ bao trung bao thả để đổi cái loại cây vàng thơ thuồng ra cánh đồi con cá cầu mày lấy lại cùng lũ đắm đà cá lộ để vừa đập rơi đã cá mì lên lời yêu của em lên lời chiêng của mường để lời yêu mù lập bảo đạo giang tình trái tiền bồ đi lên nhà cùng mù cho khá khá lộ cho làm đã khác mê gió cùng lộ đó à rồi qua chiêm châu rồi nấu chiêm chánh cho con quài được đứng quài đó lại họ khớp còn đông nhau lại lâu đang khăn có bỏ dần để vừa có đai điền đường trăng tạm đi đến để vừa đi uống cùng cường chồng tôi đi áo vai đi dần ma lô nữa đi ơi đi ô tô cho nó chồng đi đỡ chủ vườn nơi đi ra ạt lệ rót ra qua ạt lệ tiền cho tầm nằm nhìn đôi ra mê đó đây nha giữa trời mây cùng vào nhau say đắm với anh qua mương tôi đón xuân vui hội đua vui năm nay con quan gì con năm xem bản sắc mùng vui là có cái gì ngon
Đây là cái khu ăn cỗ của hội. Vẫn là những cái món bình thường, món thịt trâu, món thịt lợn và món thịt gà. Đấy, bên ban tổ chức thông báo là nhà bếp đã dọn xong cỗ và mời các đại diện và khách quý. Có món gì ngon không các bạn? Em gói lời yêu vào bát áo, em mong lời món trâu chén món kẹt trâu rồi, món kẹt trâu rồi. Có món gì ngon không em? Hút lên lời chiêm của mưa. Thịt trâu thịt gà thì đâu? Rất là lâu đời gắn với cái cây đa cây si Mường Vôi. Đây bên này là cái cây si. Cây si này có trăm năm tuổi rồi. Đây hai cô các cô tiếp viên tiếp cái gì nhỉ? Lễ tân. Lễ tân rất là xinh đẹp. Tân là con em Mường Vôi, nhiều người xinh đẹp lắm. Nói về gái Mường thì cái sự xinh đẹp của gái Mường là đẹp một cách tự nhiên nha các bác nha. Mời nhà mặt con nha được không? Con nha được không? Thế mặc dù đến giờ ăn cơm rồi nhưng mà các nghệ nhân chơi chiêng Mường còn chơi rất là nhiệt tình, chưa muốn nghỉ. Ban tổ chức mời rất nhiều lần rồi nhưng mà chưa chịu ăn cơm. Và chúng ta đi xuống phía khu vực hội đu, cái chỗ chính. Xin chào. À đây còn là làm cả cái nguồn nước tượng trưng này. Có thể nói đây là một cái hội rất là hoành tráng đối với người tham dự. Để các bà các mẹ Mường Vôi chụp ảnh. À chào bác. Vâng. Không để ý. Bác vào lô chưa? Vâng chào ông ạ. Dạ vâng. Bác thầy. Vâng. À. Cùng hội nhiếp ảnh gia. Vâng vâng. Chỗ bác Phượng là tại làng này là làng chính là quê. Bác là cái người con sinh ra ở đây thì bác có thể nói cho cháu biết qua cái lịch sử của Mường Vôi mình như nào. Lịch sử Mường Vôi thì nó có cái đây từ xa xưa rồi, nhưng mà nói để mà truyền thiết lại lấy cái lễ hội đu này thì có một cái sự tích là đằng sâu nhà mình là có cái đội và đội khót, đội nêu. Thì trong cái đó là trước là bên làng bên đầu ấy
thì là Phật là sự tích là kể lại xưa thì nó có một cái đầm lầy rất xa, mà làm cái lễ hội một khi có đu này thì phải đi qua để đặt cái lễ ở trên cái đồi nêu ấy, đằng sau nhà ấy. Cái đồi nêu đó là tượng trưng là có ốc đá ốc chìa kia để làm cái lịch sử bảo tồn cái nền tảng là của giữa họ bên làng bên Âu. Nhưng mà khi là mình là sáng tạo ra bên Âu nhà mình nhạy bén thì là có một cái chi nó trườn qua một cái búng đầm lầy đó, hai người có gái trái là bê một cái mâm cỗ, thế là vượt qua là nhảy sang cái bờ bên kia thì mới có cái đu mường này. Trong cái đó lịch sử từ đó thì đu mường đó thì bên làng bắt đầu là chạy tít ở trên một cái vùng xa xôi hơn ấy, và cao lên mà lên chậm hơn mình, cho nên cái lệ đu mường, cái dòng họ cổ tích ngày xưa là chính là cây chi cây đa này, là ông cố nhà này là cũng là dừng lại và khôi phục lại, cho nên là thành là đu vôi là lấy từ sự tích đó ấy. Còn nhiều người là không ăn vào đâu thì nói sơ lược qua thôi, nhưng mà tôi là cái dòng họ Âu, vì vậy là cũng báo cáo với anh là tôi là cũng nắm được là cơ bản. Đi công tác năm nay là trên hơn 50 năm, nhưng mà bản sắc và giữ gìn cái hồn dân tộc đó vẫn còn để nguyên thầm lặng để mà phát triển mỗi ngày, cho phép phát triển lên theo thời gian trưởng thành của đất nước. Vâng, báo cáo với anh nhé. Bác mình giới thiệu bác là họ tên như nào và bác nghệ nhân Minh Điển. Vâng, tôi là họ tên tôi là Bùi Tiến Sô. Đấy, là nghệ nhân ưu tú bảo tồn văn hóa, di sản văn hóa Mường, chiêng Mường và các thể loại nhạc cụ dân tộc Mường. Hiện nay đang truyền thể cho các thế hệ con cháu là tôi đã 6-7 câu lạc bộ. Cứ một câu lạc bộ hiện nay đã hơn 5-60 người. Hôm nay về đây mình có mang cái đội chiêng Mường nào không? Hôm nay tôi không về tao mang chiêng Mường đâu, mà tôi thẩm âm là tôi làm lại cho một số chị em đây. Nó mất tiếng. Đây để mà đạo diễn các bài Mường nhá. Không, cái bài Chương Mường là trước đây tôi đạo diễn đây lâu rồi. Đạo diễn cho cái làng này là cách đây là đến 20 năm nay rồi. Đấy, về cả bản sắc thì giữ lại. Giờ là tôi đã về một truyền dạy một thời gian, tôi mang về 60 cái chiêng để là truyền dạy lại cho thế hệ. Thì bây giờ mỗi ngày nó mai một mất đi. Bây giờ đang mỗi ngày một phát triển. Và tinh thần đất nước một ngày là mạnh hơn và khá hơn, thì vậy là khôi phục lại cái bản sắc dân tộc, cái niềm ao ước là của tất cả dân làng, của xứ bản, của bà con Mường Vôi. Vâng, cho nên là tôi cũng nói là có một câu thơ tôi đang nói: cây si trăm tuổi Mường Vôi vẫn xanh, vẫn đứng, vẫn ngồi ngoài sân. Si xanh thì giàu nghĩa giàu tình, để cho con cháu rập mình đùa chơi. Si xanh thì báo hiệu bốn mùa, để cho con cháu cười đùa bên si. Si già đất sỏi chẳng đi, đấy. Cả thi ngồi cuội sợ khi bão tàn, bề dưới lại có thành hoàng che chở con cháu của làng Mường Vôi. Đu vôi mùng 5, mùng 6, mùng 7 hội làng đã có vôi trưởng thành. Xin báo cáo, vâng, cảm ơn ạ. Đây là sân khấu của lễ hội, và ở dưới sân phía tay trái đây thì là cái cột đu. Cái cột đu năm nay làm rất là hoành tráng. Bây giờ chúng ta xuống đây xem là có ai đu không. Hả? Sang bà nó vặt nhỏ xuống đi. Bà đi, sang bà đi. Đây bắt đầu có những cặp đôi bắt đầu đu rồi. Lễ hội diễn ra trong suốt cả ngày. Đây là hai nữ, chứ không phải là một nam một nữ.
còn bình bình thường người ta sẽ đu một nam một nữ. Thôi chị này máu đu lắm rồi. Đây à, đứa cháu nhà mình nó đu chứ có ai đâu. Đu đây để quay cho nào. Rồi được rồi. Ôi giời, ngày xưa người ta đu người ta không có dây như này đâu. Giờ đã là giữa trưa rồi cho nên là du khách là cũng không còn nhiều nữa. Nên là đến chiều thì bắt đầu mới có tiếp. Đây là những cái khu vực cho bà con vui chơi. Và bên này thì cũng có những cái quán ăn để dành cho những khách thập phương ở xa đến, để nếu mà có lỡ mà đói thì sẽ vào những cái quán này để ăn. Còn dưới này là vườn hoa. Vườn hoa năm nay là đón vé. Đấy. Chủ vườn hoa đây. Cầm vé đây. Đông người vào thế nhỉ? Vườn hoa do xóm trồng cho nên là người ta sẽ thu vé để mà tiếp tục tái đầu tư. Đấy, còn cái gian hàng này bán cái gì mình đông khách thế? Bắt tay nhau cái nào, chúc năm mới bán buôn may bán đắt nhé. Quay vào ô đấy nha. Rồi ok. Đấy. Ok chuẩn bị uống. Ok chuẩn bị uống à? Ở đây là có những cái cửa hàng, có những cái nhà hàng ăn nhanh. Giờ đang đến giờ đói hay sao thấy nhiều người ăn lắm. Xung quanh khu vực vui chơi này cũng còn rất là nhiều người chơi mà quên ăn. Bên kia thì một đôi hình như là một đôi trai gái bắt đầu đu. Mình sẽ sang quay gần cho cái chỗ người ta đu. Đu năm nay làm rất là chắc chắn. Đây là lễ hội đu vôi nhé các bạn nhé. Thì thoảng nhắc lại để mà mọi người nhớ đây là lễ hội đu vôi. Cặp đôi này vừa đu xong. Đây là một chàng trai đu vôi gần như là giỏi nhất đu vôi đấy. Khi nào mà đu mà chạm vào lá cờ kia thì sẽ là người chiến thắng. Cái lá cờ bằng vàng này. Mùa xuân sang đợi anh về, về hội đu cầu mùa mưa côi. Mùa xuân sang đợi...
về ngọn đu ngà về ngực em cho tình yêu thắm nồng, để ngọn đu ngà về mương vôi cho mùa mang tốt tươi. Phất phơ áo choàng bay, phất ai giữa trời mây nhìn vào nhau say đắm, hỡi anh qua mương vôi đón xuân vui hội đu hội cầu duyên cầu mùa. Hội đu cầu mùa mương vôi, mùa xuân sang đời anh về, về hội đu cầu duyên mương vôi. Anh ơi, em gói lời yêu vào vạt áo, em mắc lời chiêng vào cánh đu, hút lên lời yêu của em, hút lên lời chiêng của mương, để lời yêu ôm nhau giữa trời trao liền cánh đu, để lời chiêng ngân nga nghiêng ngả theo gió xuân. Thắm xanh núi Trường Sơn, thắm xanh sông Bưởi Trôi, trời mường vang bát ngàn tiếng ca câu thương vang, nhớ thương ơi người ơi hội mường vôi đời người, để ngọn đu ngả về ngực em cho tình yêu thắm nồng, ngọn đu ngả về mương vôi nghiêng ngả theo gió xuân. Thắm xanh núi Trường Sơn, thắm xanh sông Bưởi Trôi, trời mường vang bát ngàn tiếng ca câu thương vang, nhớ thương ơi người ơi hội mường vôi đời người, để ngọn đu ngả về ngực em cho tình yêu thắm nồng, để ngọn mương vôi cho mùa mang tốt tươi. Phất phơ áo choàng bay, mắt ai giữa trời mây nhìn vào nhau say đắm, hỡi anh qua mương vôi đón xuân vui hội đu hội cầu duyên cầu mùa. Cách đăng ký kênh Người Mường TV2 trên điện thoại di động của mình, các bạn vào ứng dụng YouTube. Trên mục tìm kiếm của YouTube, các bạn gõ chữ Người Mường TV2. Tiếp đến các bạn bấm vào tìm kiếm ở cuối trang. Và đây là kênh Người Mường TV2 xuất hiện. Trước khi đăng ký, các bạn có thể xem một số video ở bên dưới và các bạn bấm vào nút đăng ký màu đỏ. Sau đó các bạn chia sẻ và bấm vào hình quả chuông ở bên cạnh nút đăng ký màu đỏ. Bởi đây là kênh của tôi nên là không xuất hiện cái hình quả chuông. Nếu mà máy điện thoại của các bạn chưa đăng ký thì nó sẽ xuất hiện cái hình quả chuông ở bên cạnh chữ đăng ký màu đỏ. Các bạn bấm vào đấy để được nhận thông báo những video mới nhất. Chỉ như vậy thôi, rất đơn giản, các bạn đã đăng ký xong kênh Người Mường TV2 và các bạn có thể trải nghiệm các video mới nhất của kênh. Xin lưu ý các bạn là không nên đăng ký qua Facebook, bởi vì thường thường kênh Người Mường TV2 sẽ được chia sẻ trên Facebook và các bạn có thể xem trên đấy qua YouTube, nhưng mà đăng ký ở trên đấy thì là sẽ không đăng ký được, bởi vì nó đòi đăng nhập bằng Gmail, cho nên các bạn có thể phải vào trực tiếp ở trên YouTube trên thoại di động của mình và làm theo các bước hướng dẫn như lúc nãy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và chia sẻ.